Trong dịp Tết Quý Mão 2023, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ duy trì kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm để đảm bảo an toàn giao thông. Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về chỉ đạo các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc sẽ duy trì kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ. Trong năm 2022, số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn tăng 8.802, tương ứng 194,61% so với năm 2021. Trong quá trình xử lý vi phạm, xuất hiện nhiều trường hợp vi phạm ở mức độ kịch khung. Có những trường hợp ghi nhận mức vi phạm lên đến 1,58mg trên 1 lít khí thở, tức gấp gần 4 lần mức kịch khung là 0,4mg trên 1 lít khí thở, cao nhất trên toàn quốc đến thời điểm này.